Cô Yên xin chào tất cả các bạn học sinh khối 2 thân yêu của trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận 12. Hôm nay, cô Yên sẽ cùng đồng hành với các bạn ở tiết học này. Trước khi bắt đầu vào tiết học, các bạn hãy nghe một bài hát và cho cô biết bạn nhỏ trong bài hát đang nói về điều gì. Bạn nhỏ trong bài hát đang nói về biển đấy các bạn ạ. Cô chắc chắn rằng các bạn học sinh trường Võ Thị Sáu đều đã được đến biển một lần rồi phải không? Và mỗi bạn sẽ có cách nhìn khác nhau về biển. Cô biết có một bạn nhỏ có cách nhìn rất thú vị về biển đấy. Mình cùng tìm hiểu điều này qua bài tập đọc Bé nhìn biển. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu trước một lần, các bạn chú ý lắng nghe. Đối với bài thơ này, mình sẽ đọc với giọng thơ vui tươi, thể hiện sự thích thú khi lần đầu được đến với biển. Bé nhìn biển, nghỉ hè với bố, bé ra biển chơi, tưởng rằng biển nhỏ mà to bằng trời, như con sông lớn, chỉ có một bờ, bãi dằng với sóng, chơi trò kéo co. Phì phò như bể, biển mệt thở rung, còng dơ gọng vó, định khiên sóng lừng. Nghìn con sóng khỏe, lăn ta lăn ton, biển to lớn thế, vẫn là trẻ con. Trần Mạnh Hảo. Bây giờ các bạn hãy đọc lại bài thơ một lần và cho cô biết bài thơ này được chia thành mấy khổ thơ? Bài thơ được chia thành 4 khổ thơ. Khổ thơ thứ nhất, từ đầu cho đến mà to bằng trời. Khổ thơ thứ hai, từ như con sông lớn đến chơi trò kéo co. Khổ thơ thứ ba, từ phì phò như bể đến định khiên sóng lừng. Và khổ thơ thứ tư là khổ thơ còn lại. Cô mời các bạn đọc lại bài và tìm cho cô những từ khó trong bài. Hãy bấm ngưng video để cùng thực hiện nào. Ngoài những từ khó mà các bạn vừa tìm được ra, cô cũng nhận thấy có một số từ mà các bạn dễ đọc sai. Bây giờ các bạn cùng quan sát lên màn hình nhé. Từ đầu tiên, sông lớn. Từ thứ hai, bãi dằng. Từ tiếp theo, bể. Và từ cuối cùng, sóng lừng. Như vậy là chúng ta vừa tìm được các từ khó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện đọc các từ khó đó nhé. Từ đầu tiên, sông lớn. Ở tiếng sông, các bạn lưu ý cho cô vần ông. Các bạn hãy lắng nghe cô đọc. Sông lớn. Các bạn hãy đọc lại cùng cô. Sông lớn. Từ thứ hai, bãi dằng. Ở tiếng bãi, các bạn lưu ý cho cô thanh ngã. Ở tiếng dằng, các bạn lưu ý cho cô vần ăn. Có âm cuối là ng. Các bạn hãy lắng nghe cô đọc. Bãi dằng. Các bạn hãy đọc lại cùng cô. Bãi dằng. Từ tiếp theo, sóng lừng. Ở tiếng sóng, các bạn lưu ý âm s khi đọc phải cong lưỡi. Ở tiếng lừng, các bạn chú ý vần ưng. Các bạn hãy lắng nghe cô đọc. Sóng lừng. Các bạn hãy đọc lại nào. Sóng lừng.
Từ cuối cùng, bể. Ở tiếng bể, các bạn lưu ý cho cô Thanh Ngã. Các bạn hãy lắng nghe cô đọc. Bể. Hãy đọc lại cùng cô. Bể. Mình cùng đọc lại những từ khó một lần nữa nhé. Sông lớn, bãi rằng, sóng lừng, bể. Như vậy là các bạn đã luyện đọc xong các từ khó rồi. Bây giờ mình cùng tìm hiểu nghĩa của các từ khó nào. Từ đầu tiên, bể. Bể là gì nào? Bể là dụng cụ của thợ rèn hay thợ kim hoàn, dùng để thụt hơi vào lò cho lửa cháy. Còng. Vậy còng là gì? Còng là giống cua nhỏ, sống ở ven biển. Còn sóng lừng. Sóng lừng là sóng lớn ở khơi xa. Cụm từ cuối cùng. Lon ta lon ton. Vậy lon ta lon ton là gì? Lon ta lon ton là dáng đi của trẻ em, nhanh nhẹn, vui vẻ. Để đọc bài thơ này một cách diễn cảm và hay hơn thì cô có một số điều cần lưu ý với các bạn. Các bạn hãy đọc bài thơ với giọng vui tươi, thể hiện sự thích thú khi lần đầu được đến với biển. Đây là bài thơ 4 chữ nên khi đọc các bạn sẽ ngắt nhịp 4 và đọc bài thơ diễn cảm hơn, các bạn sẽ nhấn giọng ở các chữ cô in đỏ nhé. Cô sẽ đọc lại, các bạn chú ý lắng nghe. Bé nhìn biển, nghỉ hè với bố. Bé ra biển chơi, tưởng rằng biển nhỏ mà to bằng trời, như con sông lớn, chỉ có một bờ, bãi rằng với sóng, chơi trò kéo co, phì phò như bể, biển mệt thở rung, còng dơ gọng vó, định khiêng sóng lừng, nghìn con sóng khỏe, lon ta lon ton, biển to lớn thế, vẫn là trẻ con. Trần Mạnh Hảo. Bây giờ, các bạn hãy đọc lại bài thơ một cách diễn cảm nhất nhé. Hãy bấm ngưng video để thực hiện yêu cầu của cô nào. Cô vừa hướng dẫn các bạn luyện đọc các từ khó và giải thích một số từ khó hiểu rồi. Sau đây, cô sẽ cùng các bạn tìm hiểu nội dung bài qua phần trả lời các câu hỏi nhé. Mình cùng nhau đến với câu hỏi số 1 nào. Câu 1. Tìm những câu thơ cho thấy biển rất rộng. Để trả lời được cho câu hỏi số 1, các bạn cần đọc kỹ khổ thơ 1, 2 và 3. Bây giờ hãy bấm ngưng video và mở sách ra, đọc lại khổ thơ 1, 2 và 3 để trả lời cho câu hỏi số 1 nhé. Và đáp án của câu số 1 là... Những câu thơ cho thấy biển rất rộng. Tưởng rằng biển nhỏ mà to bằng trời, như con sông lớn chỉ có một bờ. Cô chúc mừng những bạn đã trả lời đúng câu hỏi số 1. Bây giờ mình cùng đến với câu hỏi số 2 nào. Câu 2. Những hình ảnh nào cho thấy biển giống như trẻ con? Để trả lời được cho câu hỏi số 2, các bạn hãy đọc lại khổ thơ 2 và khổ thơ 4. Hãy bấm ngưng video để đọc lại hai khổ thơ này nhé. Các bạn đã tìm ra những hình ảnh nào cho thấy biển giống trẻ con chưa? Hãy cùng xem đáp án nhé. Những hình ảnh cho thấy biển giống trẻ con thể hiện ở những câu thơ sau đây. Bãi rằng với sóng, chơi trò kéo co, nghìn con sóng khỏe, lon ta lon ton, biển to lớn thế, vẫn là trẻ con. Cô chúc mừng các bạn đã có đáp án chính xác cho câu hỏi này. Bây giờ mình cùng sang câu hỏi số 3 nhé. Câu 3, em thích nhất khổ thơ nào? Vì sao? Để trả lời cho câu hỏi 3, các bạn cần đọc kỹ toàn bài và tìm ra khổ thơ mình thích nhất. Hãy bấm ngưng video để trả lời câu hỏi số 3 nhé.
Và đây là yêu cầu cuối cùng của bài, các bạn hãy học thuộc lòng bài thơ. Để học thuộc lòng bài thơ, trước tiên các bạn cần đọc đi đọc lại nhiều lần bài thơ và sau đó bắt đầu học thuộc từng khổ thơ. Các bạn có thể nhờ ba mẹ ghi hình khi đã học thuộc lòng bài thơ rồi để gửi cho giáo viên chủ nhiệm. Cô chắc chắn rằng các bạn sẽ nhận được những lời khen từ thầy cô của mình đấy. Hãy nhanh tay thực hiện nào các bạn ơi! Các bạn thấy không, cậu bé trong bài rất yêu biển. Cậu bé thấy biển to, rộng và ngộ nghĩnh như trẻ con đấy các bạn ạ. Vậy còn các bạn thấy biển như thế nào? Và các bạn có thích biển như cậu bé không? Nếu yêu biển, thích được đi tắm biển, thì các bạn sẽ làm gì để bảo vệ biển? Mình hãy cùng cô xem một đoạn clip để biết được các bạn nhỏ cần làm gì để bảo vệ biển nhé! Con, mẹ ơi, con vừa trải qua một giấc mơ lạ lắm mẹ ạ. Con nhìn thấy biển bị ô nhiễm, chứ không đẹp như thế kia đâu. Con không nhìn thấy sự sống của các sinh vật ở đấy nữa mẹ ạ. À, không phải vậy đâu con. Thực ra, biển vẫn còn đẹp lắm. Nhưng nếu chúng ta không biết bảo vệ và giữ gìn, thì một ngày nào đó, môi trường biển sẽ bị ô nhiễm đấy. Con hiểu chưa? Vâng, con hiểu rồi ạ. Thế con có thể bảo vệ biển không mẹ? Đương nhiên rồi con. Mỗi người dù lớn hay bé đều có thể bảo vệ biển bằng những hành động khác nhau. Con gái của mẹ còn nhỏ thì trước hết hãy cố gắng học thật giỏi. À, nhớ là không được xả rác bừa bãi nha con. Vâng, con nhớ rồi ạ. Mình đi xem tiếp đi mẹ. Cô mong rằng qua tiết học ngày hôm nay, các bạn sẽ yêu biển hơn, sẽ biết cách bảo vệ biển cũng như các loài sinh vật dưới biển. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô Yên xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tiết học sau.